Sáng mùng 3 tháng 9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết quận đã tạm phong tỏa ngách 32, ngõ 76, phố An Dương vì có ca mắc COVID-19 mới. Khu vực trên hiện có hơn 4.000 dân. Theo ông Khuyến, động thái được đưa ra sau khi CDC Hà Nội thông tin một người dân ở đây mắc COVID-19. Theo đó, ca dương tính là nữ, 31 tuổi, bán bún ốc và đã nghỉ làm. Ngày 28 tháng 8, chỉ sốt, ho, đau họng. Đến ngày 1 tháng 9 khai báo với trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Kết quả khẳng định dương tính ngày 2 tháng 9. Từ đêm qua, 2 tháng 9, quận Tây Hồ đã lấy gần 700 mẫu xét nghiệm sàng lọc, thiết lập 3 vòng cách ly y tế, lắp camera giám sát ở khu dân cư. Ông Khuyến thông tin, trong hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu diện rộng cho người dân ở khu vực trên. Theo ông Khuyến, quận đang chờ kết quả xét nghiệm để xem xét. Trong trường hợp dịch có diễn biến xấu, có thể quận sẽ lên phương án giãn dân. Trong sáng mùng 3 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 2 tháng 9 đến 6 giờ sáng cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 13 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.379 ca dương tính, trong đó 1.554 ca ngoài cộng đồng và 1.825 ca đã được cách ly.